đại ca. Dạ đại ca. Chú chụp hình chiếc xe nó ở đâu? Dạ trước nhà anh gửi em, ở cây số 8 mà đại ca. Có biết người chạy xe đó không? Có hai hứa, một là Chính Lượng, thuộc dạng là cố cụ ở cái khu đó rồi. Còn hứa kia thì em không biết, nhìn là quắc à. Mà em nghe rể em nó kêu là anh Tư gì đó. Tới đó làm gì? Dạ rể em nói là tới đó mua gà đá. Mày coi trong đây có ai trong số hai người đó không? Thằng Khứa này đại ca, thằng Khứa này là anh Tư đại ca, nó đó, múc nó. Tốt. Dạ. Ủa mà anh tên là ai anh? Tao giao cho hai thằng bay phải bám sát theo thằng này, bất cứ nó xuất hiện ở đâu báo cho tao biết liền. Ủa mà đại ca, đại ca giao cho em mà đại ca chưa có nói tên của con Khứa đó cho em biết, em đâu có biết ai đâu mà theo đại ca. Nó là Tư Đô, hai thằng bay phải hết sức cẩn thận, nhớ chưa? Trời ơi, tưởng chuyện chị cẩn thận là nghề của em, đại ca cứ yên tâm, đó là nghề em mà. Nhiều chuyện. Cô Lố. Dạ. Mày nhớ dạy cho nó những cái điều bắt buộc phải học thuộc lòng khi làm đệ tử của tao. Dạ. Ê. Thưởng cho chú em. Nè. Dạ. Nhớ làm tốt việc mình giao nghe chưa? Dạ đại ca. Dạ đại ca yên tâm đại ca. Ôi, em cảm ơn đại ca. Phải công nhận đại ca chơi sọp thiệt. Của mày đó. Mày cũng không tệ như là tao nghĩ. Tao mà mày. Ê. Ừ. Thằng Khứa Tư Đôn mà thằng Khứa nè. Mà đại ca quan tâm nó dữ vậy mày. Là thằng cha bị truy sát ở cây số 9 đó. Chết mẹ rồi. Là sao? Khứa đó chết hồn một lần rồi. Có nghĩa là mạng quán lớn lắm mày biết không? Nên khó lắm. Khó mới nhiều tiền. Nếu mày không thích, nói lại với đại ca đi. Thì tao chỉ nói khó thôi. Khó là khó sơ chứ đâu phải tao sợ Khứa đâu. Ủa mà đại ca Tám Phỉ có liên quan tới cái vụ xử Tư Đôn không? Ừ. Vậy là đại ca sợ bị bại lộ nên mới mướn người truy sát thằng Tí Dẻo với Bô Đen để bịt đầu mối, có đúng không? Hay không? Mày suy đoán cũng nhanh thiệt. Thường thôi. Nhưng tao nói cho mày biết, đối với đại ca mày nên giả ngu. Ông không thích mấy thằng thông minh đâu. Lanh chanh là chết sớm. Biết rồi mẹ ơi. Hỏi vậy thôi. Nhưng mà thằng Khứa Tư Đôn làm gì đại ca mà đại ca tin? Đừng quan tâm chuyện của đại ca. Lanh chanh là chết đó cô. Thì tao hỏi để biết, để mà còn mấy đường làm việc chứ. Tao không biết chuyện của mấy anh bự. Với lại á, biết cũng chẳng làm gì. Cứ vậy mà sống đi nha. Tôi luôn giữ nó bên mình. Mùa may mắn của tôi đó. Cô chú nè. Cất kỹ dữ vậy. Tôi có thể có một cái được không? Để làm gì?
để đựng điện thoại. Tôi sẽ mai cho chú một cái để chú đựng di động. Hứa nha. Sai, ra tao biểu. Có chuyện gì không chị? Ra đây tao mới nói được. Ra liền đi mày. Em ra liền. Mày ra tao mới nói được chứ. Chiều nay mày tới la giùm tao đi. Anh Sang dặn là không được giúp chị. Thì mày không nói, tao không nói, sao không biết được? Em hứa với anh Sang rồi, em không thất hứa được. Vậy thôi, bỏ nó chết luôn đi. Chiều nay đúng lịch là phun nấm cho Lan đó. Thôi đi, đời nào tao đụng vô ba cái đó, hư tay hết. Em đụng đó giờ có bị gì đâu. Mày chưa bị đó, mệt quá. Nói tóm lại là tao không làm, mày mà không làm á thì để cho nó chết luôn đi ha. Còn hơn con cám nữa. Anh Giao, cái gì? Trời đất ơi, anh hẹn tôi ra đây rồi, anh bắt tôi ngồi uống mình tôi vậy đó hả? Vô anh. À quên, có lẽ tao hơi bậy. Anh Giao, cái gì? Tôi có chuyện này muốn hỏi anh nè. Chuyện gì nói đi. Chính Lượng ghé nhà anh chi vậy? Thì ông đưa người tới coi gà, chứ mày thắc mắc chi? Nó tại hồi sáng tôi gặp ổng á, tôi ớn gần chết. Cái vụ cái di động đó, cũng may là ổng không nhắc đó. Thì lấy lại được rồi thôi, chứ ổng nói gì vợ. Dù sao ông cũng thông cảm cho mày. Lỡ lấy cho gái rồi, sao mà đòi lại được? Ổng không biết thông cảm. Anh thử anh thiếu tiền ông coi. Rồi biết đá biết vàng ha. Ê mày, tao thấy chả cũng được mà. Chính Lượng mà được thì đâu cần anh giật cái điện thoại di động trên tay của ông Quý làm gì. Thì tại tao lo ông xử mày nên tao mới lấy điện thoại giùm. Vậy chắc ông cũng trừ được cho anh một mớ nợ ha. Thì đâu có gì là làm không công đâu mày, nên hôm nay tao mới mời mày nhậu nè. Vô anh. Vô. Nói gì thì nói á, tôi cũng cảm ơn anh nha. Ê, tao hỏi thiệt nha, sao mày có được cái điện thoại đó vậy? Thì tôi lượm được ở trên xe du lịch ở chỗ cây số 9 á. Trời, cái vụ đó mày cũng tham gia được hả? Trời, tôi đi theo chơi thôi chứ cắt ké với tôi làm gì dám tham gia anh. Ôi giả bộ hoài, tao nghe con Quý nó khoe dạo này mày bảnh lắm, theo đại ca nào dữ dằn lắm. Đâu có, tôi theo một cụ lũ kiếm chút cháo à. Vậy mà con Quý nó hâm tao đừng có đụng vô mày, bây giờ mày có số lắm á. Đừng bằng chuyện thiệt ôm những kể cho người khác nè. Vì cái vụ này con Quý nó không có nổ bậy bạ đâu nha mày. Mày đang giấu tao cái gì đúng không? Trời, tôi có giấu gì anh đâu. Tại tôi chưa làm được cái trò trống gì hết, nên tôi im miệng vậy thôi. Ê, mày đang theo đại ca nào vậy? Nói anh cũng không biết đâu anh ơi. Tao muốn biết, để có gì tao còn lấy quy đại ca mày nữa chứ. Thì anh chỉ cần biết là tôi theo một cụ lũ thôi. Sau này mà anh có chuyện gì á là anh cứ gọi điện cho tôi. Nói nghe nè, thật sự là tôi không muốn giấu anh đâu, nhưng mà những đại ca có nguyên tắc riêng của đại ca. Tôi mà bép xép một cái là ông xử tôi liền. Bởi vậy anh thông cảm cho tôi đi. Ê, khó dữ mày. Trời, không khó sao làm đại ca được. Ê, nếu đại ca mày còn cần người á, mày giới thiệu tao với ổng nha. Ok, tôi ghi nhận cái ý kiến của anh. Nhưng mà ít ra trước tiên thì anh phải có công cán gì với tôi, để tôi lấy cớ tôi giới thiệu với đại ca được chứ. Thì
Thì giờ mày muốn tao làm gì mày nói đi. Trời, anh giỡn hoài anh. Anh là ra giang hồ trước tôi mà mấy cái chuyện này anh hỏi tôi hả? Tao ra đời trước mày, nhưng mà thời bây giờ tuổi trẻ tài cao, tao theo tụi bay tao cũng đuối chứ. Nói chung thì đại ca quan tâm tới cái chuyện xảy ra cây số 9. Ông muốn có thông tin về cái thằng bị truy sát đêm hôm đó. Anh có giúp tôi được không? Trời, mặt mũi nó ra sao tao còn không biết nữa. Sao giúp được mày? Nó là Từ Đôn. Anh gặp nó rồi đó. Từ Đôn? Tên nhà lão quắc mày? Khứa mà đi với Chính Lượng tới nhà anh coi gà đó. Cái gì? Thiệt hả? Ừ. Mà có đúng là Từ Đôn tới nhà anh coi gà thiệt không? Hay là ổng tới đó vì mục đích khác? Đúng. Nhưng mà thằng Sang không chịu bán, nên Từ Đôn đi về với bộ. Rồi Khứa có nói là khi nào Khứa ghé lại không? Không. Ê, mà sao đại ca của mày quan tâm tới Từ Đôn vậy? Vụ đó có dính tới đại ca của mày hả? Là đại ca giang hồ á, phải nắm nhiều thông tin thì mới kiếm ăn được chứ. À, tao sẽ để ý chuyện này cho đại ca của mày. Vô. Trăm sự nhờ anh. Anh nghe nè. Anh, tới chở em đi ăn đi. Bữa nay là không thể được rồi. Em ghét nhất là nghe câu đó luôn á. Bữa nay anh phải giải quyết chuyện ở bar, cho nên không thể đi với em được. Bữa sau anh sẽ bù nha. Ba có chuyện gì hả? Thì có đứa quậy. Trời, chuyện bình thường mà anh. Có chủ đích chứ không có bình thường đâu. Sao anh lại nghĩ vậy? Sao dù anh bị đâm, chuỗi nhà hàng và bar bên anh bị phá liên tục. Rồi anh có nghĩ ai chưa? Chưa nói được. Mà ba bên em có gì khác không? Bình thường, ông Như quản lý tốt mà. Ờ, mừng cho em có quản lý tốt. Chúc mừng mà sao nghe mỉa mai quá vậy? Anh nói thật đó. Thôi, anh hợp dàn bảo vệ đây. Nhưng mà ba đã cho người qua bên đó hỗ trợ anh rồi. Anh không thể nào mượn người hoài được. Anh ngại lắm. Vậy nha. Ba em đâu Yến? Không biết. Lại bực bội ai nữa hả? Nào giờ em bực có một người à. Anh biết là ai mà. Từ Đôn trước giờ là vậy. Em yêu thì phải chịu thôi. Mà em mới nói chuyện điện thoại với Từ Đôn hả? Gọi và nghe trả lời là bận họp với dàn bảo vệ vì ba có người quậy phá. Dạo này hệ thống bên đó bê bối quá. Cho dù có vậy cũng không nên từ chối em chứ. Thôi, đừng có thèm buồn nữa. Có cần anh giúp gì không? Anh đó, lúc nào cũng đối xử với em nhiệt tình lắm nha. Cần em nhớ tới anh là ok rồi. Sao? Giờ muốn anh làm gì nè? Đi đâu đó với em đi. Đi cà phê dễ mất ngủ lắm. Ai nói đi cà phê? Kiếm chỗ nào nó ép phê một chút. Sao? Tìm ra chưa? Lâu quá vậy. Thôi, để anh vô gặp chú Sáu chút đã. Ba em đâu có ở nhà đâu. Chú Sáu hẹn với anh mà. Ai biết. Anh gọi điện thoại đi. Ai vậy không biết. Anh nghe điện thoại đi kìa.
gì vậy Nhu? Dạ, con chờ chú ở nhà. À, chú đang bận. À, cái gì mai ghé lại nha. Dạ. Có việc gì chú cứ nói, con sẽ làm ngay. Mai tính, thôi nghe. Lại bận chuyện khó nói nè. Chuyện gì khó nói vậy? À, đâu có gì. Mình đi được rồi. Anh giấu chuyện gì của ba em vậy? Anh có giấu gì đâu. Nè, cái cách úp mở của anh như vậy làm em khó chịu lắm nha. Thôi, đi đi, rồi anh nói cho nghe. Anh. Ừ. Lâu quá không đi biển, em nhớ biển quá à. Công việc nhiều lắm cưng à. Thì anh nhờ Nhung Lì làm. Đâu phải chuyện gì nó cũng làm được đâu. Sao anh khen nó dữ lắm mà. Ừ, thì khen. Nhưng có nhiều việc cần tới anh, phải điều hành mới được. Phải gì, có con trai đỡ đần thì anh đỡ cực ha. Không có con trai, có con rể lo gì. À, nhắc mới nhớ, bữa trước á, em vô shop với con Kiều. Em thấy Tư Đôn đi với Yến, em phải né liền á. À, em né vậy là đúng rồi đó. Còn Yến, nó không thích anh có ai khác ngoài má của nó. Anh nói vậy, không sợ em buồn hả? Ở với anh là phải chấp nhận. Anh không tệ với em, nhưng chỉ ở mức độ nào đó thôi. Bởi vậy, phận đàn bà tụi em hả, cầm chắc thiệt thòi rồi. Nhìn tình cảnh của con Kiều mà chán ngán. Con Kiều được Ba Trí bao, chán ngán cái gì chứ? Ba Trí bỏ nó rồi. Chắc phải có lý do gì đó. Ba Trí nghi nó dính tới vụ Tư Đôn bị xử nên xù nó luôn. Thế em thì sao? Nó có dám không? Chứ anh nghĩ nó có dám không? Phụ nữ mà, chuyện gì mà chẳng dám. Tư Đôn có dặn mày làm gì? Mày chuẩn bị hết chưa? Dạ rồi anh hai. Anh Tư nói lần này á phải làm được việc, không được để lính của Tây Nhu tranh công. Có được việc á thì yêu cầu Tây Nhu rút lính về. Mấy bữa nay cái đám đệ tử của Nhu Lì nó làm hơi quá. Tao cay con mắt lắm rồi đó. Nó cho cái đám bảo vệ đến rần rần như vậy, đố cha nào dám tới quậy phá. Má, gì anh hai? Mày nhìn kia. Chưa bao giờ tao thấy con Yến nó cười tươi khi gặp thằng Tư Đôn. Thì anh Tư có bao giờ làm chị Yến chỉ vui đâu. Thành ra nó đi cười với thằng khác à. Đàn bà có lỗi gì kỹ vậy? Nhưng mà biết đâu hai người đó đang đi công việc sao anh hai? Nói mà công việc gì, tụi nó đi chơi với nhau thì có. Để tao gọi cho thằng Tư Đôn. Em nghe nè anh hai. Mày đang ở đâu vậy? Em đang ở chỗ anh ba, có gì không anh hai? Mày gọi cho có ý coi, nó đang làm gì và đang ở đâu? Em gọi làm cái gì? Em đâu có quan tâm đến mấy chuyện đó. Nó sắp làm vợ của mày, mày biết nó đang làm gì và đang ở đâu chứ? Mày không quan tâm tới nó, mày quan tâm chuyện gì? Em biết rồi, thôi nha. À, chị hai chị nói anh Tư không có mê chị Yến là đúng đó anh hai. Đúng không? Nhớ được con Yến như là chuột sa hũ nếp vậy. Để nó hở ra, thằng khác cưỡng mất cho mà coi. Nhưng mà em thấy cái tay Nhu Lì này cũng là một tay cơ hội lắm đó. Thôi, đừng nói nữa. À, thoải mái quá. Nhiều lúc không vui á,
Anh Thường lại đây. Nhiều khi em không biết anh Đôn là người như thế nào nữa. Người gì đâu mà lạnh lùng như không có trái tim vậy đó. Sao em lại nghĩ vậy? Không có trái tim làm sao thương em được? Em đang tự hỏi không biết anh Đôn có yêu em thiệt hay không kìa. Anh nghĩ là có. Nhưng ở hạng ba bao gồm tiền bạc, danh vọng, tình yêu xếp theo thứ bậc của tôi đâu. Yêu một người như vậy thì đàn bà sẽ khổ. Anh nói nghe rất là có lý, nhưng biết làm sao được. Biết làm sao lỡ thương rồi. Thôi ghê quá. Nhiều lúc em nghĩ nếu như không có anh chắc em cũng buồn lắm ha. Anh lúc nào cũng muốn em vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng lực bất tòng tâm, nhiều khi anh cũng ghét tôi đúng. Thôi, mình đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Ừ, thì không nhắc. À, lát nữa mình đi đâu chơi tiếp đi. Hôm nay anh đâu phải đi làm với ba đúng không? Đồng ý. Mà anh biết bí mật gì của ba đúng không? Em nói sao? Bí mật gì? Anh không hiểu. Thì lúc ở nhà anh kêu ba có chuyện khó nói. Chuyện gì mà khó nói chứ? Thì chuyện làm ăn thôi. Không tin. Làm ăn lúc nào cũng có anh đi cùng mà. Nhưng lần này đối tác muốn đòi gặp riêng chú, nên chú có vẻ khó nói nhau. Anh biết mà đúng không? Chuyện gì? Anh không nói được. Vì đây là bí mật. Lỡ như bên nhà tôi đâu biết thì phiền lắm. Anh sợ em nói với Tư Đôn hả? Anh lo hơi bị thừa rồi. Nào giờ ba có giấu Tư Đôn chuyện gì đâu. Không phải là giấu, mà chú không nói. Còn bên đó ai biết thì kệ. Anh cũng giống như Tư Đôn, lúc nào cũng coi em là con nít, chỉ biết ham chơi chứ không biết làm việc. Anh không thích em so sánh như vậy. Không thích so sánh thì anh nói đi. Ba em muốn mở một tiệm đá quý, nhưng mà không muốn cho cô dễ biết. Làm ăn là tốt, nhưng không muốn em với má biết thì chắc chắn phải có lý do. Lý do thì khó nói lắm. Anh nói đi, không được để em thấy mặt nha. Chú Sáu mà biết anh nói với em chắc anh bị đuổi gì. Anh cũng có phần hùng, cũng như ba em, cũng như anh Hai Thạch, sợ gì ai đuổi anh chứ. Thì em đuổi anh đó. Vậy còn biết nhanh mà nói nữa. Ba em muốn mở tiệm đá quý để cho Quanh Xù làm chủ. Quanh Xù nào? Một cô bé trước kia làm ở quán ba, giờ nó nghỉ rồi. Nghỉ gì được ba em bao. Và sắp cho nó làm bà chủ có đúng không? Em nhìn ra vấn đề rồi đó. Em sẽ không để yên chuyện này đâu. Đừng có làm rùm lớn, không có lợi đâu. Một khi chú đã muốn. Tôi nói chút một tư. Sao bữa nay tao thấy bảo vệ hơi đông nha mày. Mày cứ làm việc của mình đi, tụi nó không dám động tới mình đâu. Mày đừng lo. Chơi. Ê trời. Thôi. Ở đâu vậy? Búa. Trời ơi. Bữa nay mày giàu tới mức mà có tiền trà nóng luôn hả? Có này mày, nó trong bụng đỡ lắm mày. Giống như là mùa hôn mệt vậy đó mày. Bữa nay chơi lớn luôn nha. Tới giờ rồi đó, chuẩn bị đi là vừa.
tụi có, anh đâu có tự gọi em đâu. Nhưng mà tụi kia nó nói anh cho gọi em. Em đi về chỗ đi. Dạ. Đứa này nè, vô tao bắn chết mẹ. Nè, đừng làm ổn nha. Alo, anh nghe nè. Dạ, xong rồi anh. Đúng rồi, đúng đi. Dạ, dạ, dạ. Mở lại hai thằng đó cho anh Nhu coi đi. Dạ. Má nó dám chơi cả súng. Đàm linh của anh có cũng như không. Tụi nhỏ không dám manh động vì sợ thằng chó điên đó bắn chúng khách. Nếu lúc đó bảo vệ là người của tôi thì mọi chuyện đã khác rồi. Nếu vậy thì chú Sáu đâu kêu tôi đem người qua để hỗ trợ. Vậy thì anh hỗ trợ tôi tìm ra hai thằng đó đi. Chơi với chó lửa, thế nào công an cũng vào cuộc. Sao mà công an biết được? Tin này giờ lan rộng rồi. Nếu mình không muốn rắc rối, buộc phải báo công an. Làm ăn mà bị phá như vậy, đổ sạc máu. Cũng tới lúc phải chỉnh đốn và sắp xếp lại hệ thống nhà hàng và quán bar bên mình rồi. Chỉ có hệ thống qua mai và sau đêm gặp rắc rối thôi. Chứ còn bên xứ trắng và đồng xanh, làm ăn không chỉ bình thường mà còn khá nữa. Điều đó chứng tỏ là có âm mưu nào đó muốn nhắm vô anh em tụi tôi. Đó là chuyện của gia đình anh, nhưng nó làm ảnh hưởng tới việc chung. Tôi sẽ tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, từ chuyện cố giết tôi cho tới chuyện quậy phá bữa giờ. Chú Sáu cũng mong anh sớm tìm ra thủ phạm. Chỉ sợ mò kim đáy biển thôi. Nè, cảm ơn vì trong thời gian vừa qua đã chăm sóc Yến giùm tôi. Nhưng từ giờ trở đi thì không cần nữa. Anh không cần, nhưng Yến cần là đủ rồi. Anh nhớ những gì tôi vừa nói đó. Anh sẽ gặp khó khăn nếu như Du Lì ở cạnh chú Sáu. Người ta thường nói nhất cự ly, nhì tốc độ. Hai điều này anh đều thiếu đối với chị Yến. Anh hãy cẩn thận đối với kiểu tự tin của thằng Du Lì. Tao biết rồi. Mày đừng có lem bem như ông Hai Thạch nữa. Thì nhiệm vụ của em là nhắc nhở mà. Em đang làm tròn bổn phận thôi. Tao muốn nghe mày nhận xét chuyện vừa rồi. Tại sao nhận diện được hai thằng đó, rồi còn để mọi chuyện xảy ra nữa? Em đang quan sát trong quán bar, thì một thằng bảo vệ trong đám Nhu Lì rời khỏi vị trí. Nó lại gần em, nói ba cái chuyện tào lao, thì xảy ra chuyện. Nó đứng trước mặt em chàng ràng, cản đường em. Cho nên em không có chủ động được. Không lẽ là nó có chủ đích? Lúc đó em không có suy nghĩ ra. Bây giờ nghĩ lại thì thấy đúng vậy. Nó muốn cả nhóm tụi nó lập công khi mấy thằng kia quậy, cho nên đã tìm cách ngăn chặn em tới gần. Nhưng làm sao tụi nó biết được lúc nào tụi thằng cưng ra tay để mà nó tiếp cận mày? Em nghĩ cũng có thể là do tình cờ thôi, chứ không như mình suy đoán đâu.
Rốt cuộc thì tụi đệ tử của thằng Nhu cũng chả làm nên cơm cháo gì. Nó còn tạo điều kiện để tụi mình tống tụi nó về bên đó. Gậy ông thì đập lưng ông. Nhưng thằng Nhu lì nó dễ bỏ cuộc vậy sao anh? Để rồi coi ai lì hơn ai. Ê! Ê! Mày! Mày nhẹ tay coi làm gì? Đi không được hay sao mày thương vậy? Dạ! Gì? Đại ca kìa mày! Dạ, chào đại ca. Dạ, đại ca. Lục soát người tụi nó. Mày! Nè! Ê! Mày! Để mình tự xử. Mày xuống đồ chơi tính hồ ai vậy? Dạ em làm đúng y như lần trước luôn đây đại ca. Trời ơi, cái quán bar nó chạy toán loạn vui lắm. Lần trước có súng không? Tao có bắt mày làm như vậy không? Không phải đâu đại ca ơi, hồi tối nay bảo vệ nhóc luôn á, thằng cô lũ mà nó không rút súng ra, đám bảo vệ dần hai đứa tụi em như tử luôn. Tao đã sắp xếp hết rồi, không phải đánh tụi bay hết. Giờ hư bộ khứa đường rồi. Ê, quậy phá có súng, camera đã thu hình tụi bay hết rồi, công an chắc cũng đang vào cuộc, tụi bay tiêu rồi. Thích chưa? Vậy giờ làm sao đại ca? Biến đâu đó một thời gian đi. À, vậy cũng được, nhưng mà đại ca cho tụi em tiền đi, để tụi em. Mày làm được cái gì? Lỡ chuyện của tao. Sâu. Đại ca, vậy thì thiệt thòi cho tụi em lắm. Em mày chỉ tao cái cách nói chuyện với khách hàng của tao đi. Em đâu biết đâu đại ca. Một lũ ăn hại, mình tí dẻo đó không xong. Phi phát thằng mày, biến lẹ đi trước khi bị tóm. Cô lũ. Dạ. Lên bãi nằm yên đó cho tao. Nhưng đại ca về đây rồi, em sao em nhập bãi được? Lên tí đó ngồi cho tao, tao sắp xếp. Dạ. Đi mày, đi. Đi đi. Tự đi mày. Đi. Đừng chịu ngu biết chưa. Giỡn thôi mà, anh làm gì ghê vậy? Chỉ súng cho đồng người khác là điều tối kỵ. Nhưng mà súng giả. Mẹ cái thằng cù lũ này, thích thể hiện. Tao nghe. Sao rồi? À, súng đồ chơi của con nít thôi. Mẹ! Ông sai người như vậy, chết cha tôi rồi. Tao kêu tụi nhỏ biến rồi. Người đồn hầm sẽ làm cho ra lẽ chuyện này. Ông cẩn thận đó. Tôi không muốn từ chuyện này lội ra chuyện khác đâu. Tao biết rồi. Mày yên tâm đi. Nhưng mà có cho tiếp được không? Không. Cơ hội qua rồi. Bây giờ nó phòng bị kỹ lắm. Lúc nào có kế hoạch mới tôi cho ông hay. Ok. Tầm lâu. Kêu. Gì? Ủa, cái thằng Ba Trí lâu nay nó có gọi cho em không? Không. Thằng giả xù em luôn rồi. Coi như lẽ mất trắng sau cú đó đó. Giờ là quán karaoke này nè, lượt bắt cắt không à. Chán thấy mồ. Từ từ lên tính cho. Từ từ là tới chừng nào? Em vã lắm rồi đó. Trước khi gặp Ba Trí em làm ở đâu? Ở đây đúng không? Bây giờ về đây lại, có gì đâu giả. Anh có hiểu cái cảm giác mà đang đi xe hơi mà phải xuống xe đạp không? Ờ hả? Anh nói thiệt với em nha, anh mà đã đi xe hơi rồi thì không bao giờ đi xe đạp hết. Đúng là chỉ có em ngu mới để mình rơi vào tình cảnh này.
Nói thiệt á, bữa đó em tưởng anh á hả, tổ chức cướp chiếc Camry thôi, em mới giúp. Chứ nếu em mà biết anh làm cái chuyện độc ác đó hả, cho vàng em cũng chạy luôn. Thì em cứ nghĩ coi như mình chỉ cướp chiếc Camry thôi, để cho nó nhẹ lòng. Sao anh phải làm chuyện đó trong khi anh đâu có thù oán gì với Tư Đôn đâu? Đó là nghề của anh. Ai mướn trả tiền anh làm. Ai mướn anh? Hỏi gì hỏi ngu quá vậy? Ừ, thì em hỏi ngu chơi vậy đó. Đừng có tưởng em không biết ai đứng sau mọi chuyện. Người khôn ngoan là biết nhiều làm như biết ít. Biết ít thì phải làm như không biết gì. Sống mới dài, mới lâu được. Dạ, cảm ơn anh đã nhắc em cách sống. Anh không có đùa đâu nha. Em đau anh. Sao? Có thông tin gì mới không? Dạ có. Em theo bà Kiều một tuần nay và chụp được một số tấm hình. Đây anh. Người này là ai? Dạ, em nghe tụi bảo vệ ở quán karaoke nói đó là đại ca. Anh không biết người này. Tên gì vậy? Dạ, đó là Tám Phỉ. Bà Kiều rất là thân mật với Tám Phỉ. Em theo hai người này về tới đâu? Dạ, Tám Phỉ dẫn bà Kiều về tới tận phòng trọ, nhưng không ngủ lại mà đi về. Em theo ổng về tới tận nhà luôn ạ. Tốt lắm. Có thông tin gì mới, báo cho anh ngay. Dạ. Em xin phép anh Tư ạ. Ừ. Em về trước. Dạ, chào anh Chính. Ừ. Anh Chính, ngồi đi anh. Cái thằng cưng đó, nó lũi đi đâu mất tiêu rồi. Anh nhắm là nó trốn ở đâu? Tôi nghĩ là chắc con quỷ nó biết đó. Vậy thì mình sẽ tới nhà của quỷ. Tới sớm vậy anh Tư. Chào anh. Bệnh Tư vô. Tôi tới coi gà bữa trước. Dạ. Anh Tư tới chỗ này là đúng rồi đó. Con gà hôm trước mà có gả cho ai chưa vào? Dạ chưa. Em đâu có dám gả cho ai đâu. Em phải để cho anh Tư chứ. Chứ sao? Gà ngon mà. Anh Tư không biết á, gà của ba Sang này chưa bao giờ thua một trận nào luôn. Vậy nổ hả? Vừa phải thôi mày. Trời ơi anh Chính ơi, em nổ gì đâu mà nổ. Anh không tin, hỏi đám trường gà gần đây là biết thôi. Tôi mua con gà về đá chơi thôi, chứ có đá độ gì đâu. Cái gì anh Tư? Gà gì đá chơi, anh Tư phải đá độ nó mới hấp dẫn chứ. Đúng rồi. Vậy bữa nào anh dẫn tôi vô trường gà thử coi. Ok, anh Tư cần hú em một tiếng, em dẫn anh Tư vô trường gà liền. Ừ. Bây giờ anh Tư ra ngoài, em dẫn anh Tư đi coi con gà chiến của đúng em. Rồi. Đi theo em đi anh. Anh Tư chọn con này đúng không? Con này giá cả sao anh? Không giấu gì anh, con này mà ra ngoài trường gà cũng phải 20 chai. Nhưng mà nể tình có anh Chính đây, tôi chỉ lấy 15 chai thôi. Gì giữ vậy mày? Mất đi. Em thì khô chứ giữ gì đâu anh. Tiền bạc không có quan trọng, quan trọng là giá cả phải đi đôi với chất lượng. Sẵn đây anh kiếm đầu nầu cáp luôn đi. Công nhận anh Tư chịu chơi thiệt. Đó là chuyện nhỏ thôi. Khi nào con gà này thuộc về anh, anh muốn sổ bất cứ con gà nào ở chỗ này, tôi chịu anh hết. Được rồi, để tôi gửi tiền cho anh. Cậu Tư, để tôi. Đâu được anh Chính. Ê, cầm gà để tao đếm cho lẹ. Dạ đi em đếm. Anh
Anh Tư cũng lẹ làng thiệt ha. Tôi thuộc dạng ham vui mà anh ba. À anh, cái này còn dư của anh Tư. Ừ. Nè, của mày nè. Cái này của tao. Vậy con gà này của tôi hả? Đúng dạ. Rồi, gà của anh đây. Mình sổ được chưa anh? Anh Tư thích, tôi chịu. Nói chung là phải có độ gì đó cho khí thế cho cậu Tư. Đúng rồi đó anh Chính, em định nói với anh Chính vậy á. Mày phải kiếm thêm vậy nữa cho vui. Nhất là thằng Cưng đó, người trong nhà khỏi phải lộn xộn. À, thằng Cưng đó hả? Thôi đi, tôi không có ưa nó. Việc kỳ vậy mày? Trước sau gì nó cũng là em rể của mày mà. Em rể? Tới đó hả hay? Giờ thấy mặt của nó thì ghét. Vậy, vậy khỏi kêu ha. Anh Chính, anh ba anh không có thích, mình đừng có rủ làm gì. Đúng rồi anh, bây giờ cái này mà sổ cái gì? Bây giờ để em nghiên cứu, em tìm một trận đổ lớn, mình đá mới hấp dẫn hơn. Vụ này được đó. Ờ, ông vào. Vậy, ông Du kêu con Sushi làm vài món, mình sổ gà xong, nhắm nhí. Ừ. Ờ, hay là kêu con Quý ra luôn nha. Ừ. Gì? Kêu ai? Con Quý. Ừ. Để đi. Kỳ vậy? Sao anh ba? Anh tính cho con gà nào sổ với con gà của tôi vậy? Chắc chắn phải lựa con ngang tài ngang sức với con gà của anh rồi. Là con nào? Gà của mày, mày phải biết chứ. Thì bây giờ tôi cho anh Chính chọn luôn. Anh cũng có cửa trong nghề mà, đúng không? Ừ, được. Thank you.